Rồi, lúc chiều mình đi mua về thì bị hết pin điện thoại nên không có livestream được, nên bây giờ tranh thủ livestream sớm nữa, còn đi ngủ. Bữa nay là 9 giờ mấy, gần 10 giờ rồi. Thì hôm nay mình đi mua được rất là nhiều thứ. Mình đi mua rất là nhiều thứ. Áo khoác của chị Việt nè. Kính nè. Áo nè. Của Cotton On nè. Kính với áo mua rồi nha. Elevit mai mình đi gom tiếp cho đủ 5-6 hộp các bạn đặt Elevit. Hôm nay ta đi vô tình thì thấy cái này nó sale nên mua cho con bé cháu ở nhà, cũng dễ thương lắm. Đồ con nít đó các bạn, và album hàng Úc nha. Và album hàng Úc. Coi. Có một cái cài tóc nè, cái tóc bướm nè, một cánh bướm nè, một cây gậy thần nè. Nói chung là mang vô là thành công chúa princess rồi, xong vua đũa thần thật là hoàng tử sẽ hiện ra. Rồi. Hôm nay mình mua được hai Elevit. Đi hai cửa tiệm thì mua được hai hộp rất là thảm. Thuốc ho mình gom thêm, nhưng mình gom đến nỗi mà hết cả cái quầy của người ta rồi. Thuốc ho tăng sức đề kháng Manuka, nhau thai kiều của Bích đây nha. Bích mua hai hũ nhau thai kiều, mua hai hũ thuốc sổ dung. Về phải sổ dung này, sẽ sổ dung nè, sổ sáng nè, sổ lãi nè, tất tần tật là trong cái loại này. Còn cái loại này là mình sổ dung thông thường như Fugaka ở mình đó. Thì đâu rồi, để lát nữa lấy ra cho mọi người nha. Fugaka của mình rồi. Nước hoa đang sale mọi người, đây là nước hoa đặc trưng của nước Úc, là limited edition. Nó làm một cái hộp rất là đẹp luôn, mọi người coi nè, nó làm hộp rất là đẹp. Đấy. Đấy. À, làm hộp rất là đẹp, nên bạn nào muốn mua mà tặng á thì cũng rất là ok. Nước hoa chính hãng. Đó. Nước hoa chính hãng. Đó. À, để đây cho mọi người cùng xem nha. Nước hoa chính hãng. À, mình ngửi rất là nhiều loại nước hoa. À, mua cho người yêu. Người yêu ở nhà, mình ngửi rất là nhiều loại nước hoa cho nam. Mình cũng thích rất một số mùi, nhưng mà mình thấy mùi này lạ, nam tính, quyến rũ, đủ. Cảm thấy là mình cảm thấy mình ngồi gần là mình cứ muốn hít mãi. Nó là hình cái hột quẹt nha, mở lên như cái hột quẹt vậy đó, nên khá là độc đáo. Nên mình mua cái này cho người yêu ở nhà. À, đó, đồ tùm lum hết, bỏ bớt vô. Tại vì bây giờ nhà không còn chỗ nữa rồi, quá nhiều đồ. Bạn nào cần hàng Úc nữa thì mình vẫn nhận, vì mình bị quá tí á. Mình vẫn nhận nó sẽ về sau khoảng 2 tuần thì cũng nhanh thôi. Mình cứ nghĩ nó chậm nhưng thực tế nó cũng nhanh, chứ nó không có chậm lắm đâu. Rồi tiếp, bịch bên này nó có cái gì? Có cái gì? À, hôm nay mình đây, lip balm. À, ba cái lip balm dưỡng môi, hồng môi. Lip balm nguyên một set. Elevit mình nhờ anh mình đi mua giùm thêm một hộp, tại vì mỗi người được mua một hộp, thế là được 3 hộp rồi, 4 hộp rồi, gần đủ số lượng rồi. Bill giữ lại. Rồi. Đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn hồi chiều mình đi mình thử mùi. Hồi chiều là tầm 2-3 giờ mình đi thử mùi. Thật sự là các bạn nên mua chai này lắm luôn. Nếu như bạn nào thuộc tông là nữ tính, ngọt ngào, đằm thắm, êm dịu, thì cái mùi này là mùi tea rose. Có nghĩa là giống như bạn đang bước vào một vườn hồng, bạn ngồi uống trà, cái mùi trà trắng, mùi hoa hồng, giống như cái mùi tinh dầu hoa hồng nguyên chất mà các bạn xức lên người á. Nó rất là nhẹ nhàng, nói chung là mình thích. Mình khuyên các bạn nên mua về, vì chai này đang sale rất là rẻ nên mua nha.
Đây tiếp tục nước hoa limited edition. Nước hoa limited edition Boston. Chắc là mình không biết là mình có mở ra được hay không, tại vì nó cũng không có. À đây, để mình mở ra thử cho các bạn nha. Không có ai cầm giúp. Mang à, rất là đẹp. À nó có cái, nó có cả cái siêu nữa, nhưng mà nó đây. Mua một chai nước hoa này mà tặng người yêu thì người yêu chắc cũng thích lắm nè. Đây. Đấy. Thấy đấy. Ok quá ha. Đó. Sorry nha. Sorry. Có gì. Đó, mua một chai tặng người yêu. Bên này cứ mỗi ngày đi là có hàng mới, cứ mỗi ngày đi là có hàng mới. Chương trình khuyến mãi nó cũng khác nhau, nó thay đổi liên tục tục, chóng hết cả mặt luôn. Đây nó thật là như vậy. Đó, một chai nước hoa rất là có hộp đàng hoàng. Đó, chuẩn ha. Mình mua tinh dầu tràm trà. Tinh dầu tràm trà trị mụn đầu đen, mình có thể chấm vào mụn, mình có thể xông, mình có thể thoa, để mình có thể, nói chung rất là nhiều công dụng á. Tinh dầu tràm trà của Úc thì rất là nổi tiếng, vì Úc là nơi trồng tràm trà chất lượng cao. Đó, mình mua mấy hũ luôn. Mình mua mấy hũ luôn, mình thích thua quá nên mình mua mấy chai. Nước hoa. Bây giờ phải nghĩ cách làm sao mà đóng được hàng về. Tiếp nha. Ở trong đây có gì? À, son mua được rồi nha nhàn. Son, màu son của nhàn này đẹp lắm. Ship này đang sale đó mọi người, 2 cây cũng rất là rẻ mà đánh lên rất là đẹp. Cái này là xịt để nhanh chóng giảm cái cơn thèm hút thuốc lá. Rất là tiện. Anh nhà nào của các chị hoặc người yêu hoặc là các anh á mà muốn cai thuốc lá hoặc giảm số lượng hút lại, tại vì hút nhiều thì đâu có tốt, thì mua cái này có thể cầm theo bên người, cứ thèm là xịt một cái thì nó sẽ ngừng ngay cái cơn thèm. Nó có cái liệu trình hết nè các anh chị nè. Từ 1 đến 6 tuần, 7 đến 9 tuần, 10 đến 12 tuần nè. Đó, nó có cái liệu trình cho mình hết. Và cái này dùng cho người trên 18 tuổi nha. Là hàng của Úc nè. Hay là hàng của Úc. Đó. Đây, vitamin D liquid 20ml kit. Cái này là vitamin D dạng nước cho em bé. Nó có cái đồ đông nè. Đó, cho em bé. Cái này chị khách đặt, chị nào đặt nữa thì báo em. Nước hoa lovely của Sarah Jessica Parker của khách đặt. Đây, thuốc trị gút cực kỳ nổi tiếng luôn. Hôm nay các bạn mua thêm. Thực ra cái này ở nhà mình có người nhà dùng á, cực kỳ hiệu quả, nó giảm cái chỉ số gút nhanh lắm. Của Blackmore thì khỏi bàn rồi, rất là tốt. Mình mua thêm Blackmore. Đây là Milk Calcium cho em bé 90 viên. Canxi. Đây là kem thải độc Skin Doctor Defense Ace. Nó làm từ keo ong nha mọi người. Detox keo ong. Cái này chuyên dành cho da mà cần điều trị á. Keo ong nó sẽ diệt vi khuẩn, tăng cường sức đề kháng cho da và các nếp nhăn, săn chắc da. Đó, Skin Doctor. Đây. Celery. Đây là DHA cho bầu.
để HA cho bầu. Đây là nước hoa. Cái mùi này nó thanh mát cực kỳ luôn, mà rẻ nữa nên thành ra mình mua cho khách. Cực kỳ thanh mát luôn cho nam nha. Rồi bỏ vô lại tiếp. Mình sẽ sang bịch khác. Quần áo thì mình vẫn sẽ nhận mua, bây giờ mình vẫn nhận mua hết, nhưng mà 129.000 sắp theo gửi của mình đó thì nó bị hết, nên thành ra mình sẽ gửi máy bay về. Thì máy bay nó thì có chuyến của nó thì khoảng đâu tầm một khoảng 2 tuần nữa thì các bạn sẽ nhận được. Nó cũng nhanh lắm, thì thường hàng mình muốn mua hàng cái sự mà thì cũng không có vấn đề gì về thời gian đấy đâu. Tiếp nha. Mà bịch này có gì? Bịch này có cái gì? Rồi, đây thuốc sử dụng một viên một lần duy nhất cho mọi người trong gia đình. Để đọc cho mọi người nha. Dùng cho trẻ em trên 2 tuổi nha. Không dùng nếu như có bầu thì phải hỏi ý kiến bác sĩ. Cái này dùng cho trẻ trên 2 tuổi, dùng cho cả gia đình một lần một viên. Vì Fugaka nó đang bị nhái nhiều quá nên mọi người có thể chuyển qua cái này. Cái này vị cam rất là dễ uống, đang sale, rất là hiệu quả của Úc, chính hãng của Úc. Cái gì đây? Limited edition nước hoa. Cái gì đây? Nước hoa. Yeah. Cái gì đây? Cái này là Manuka, có MPA 10+. Manuka này 100g. Mật ong Manuka thì cực kỳ nổi tiếng. Nó nổi tiếng là gì? Là khả năng diệt khuẩn của nó, chống ung thư, tăng sức đề kháng. Và ngày xưa mình không biết, mình mới biết đến Manuka thì khi mà mình bị đứt tay do mình cắt dao á, mình lấy Manuka thoa lên á thì thật sự là không ngờ là nó hết rát ngay tức thì luôn. Mà ngay ngày hôm sau cái vết thương nó nhanh lành, quá nhanh lành luôn. Nên cái khả năng điều trị của Manuka nó không phải là mật ong đơn thuần, nó là mật ong trị liệu đó. Đây, sữa tắm cho em bé được vài chai sale cuối cùng rồi, các bạn phải lấy ngay nha. Đây là những chai cuối cùng mình mua ở trong cái hệ thống đó thì không biết còn hay không. Đây là những chai cuối cùng rồi. Sữa tắm nè, bubble bath nè. Đó là những chai cuối cùng còn sale nên mình mua. Rồi bỏ lại, mình xem một tiếp theo nha. Mua nhiều quá người ta nhìn người ta phát hải luôn. À, cái này là cũng khách đặt luôn. Chewing gum cho người nghiện hút thuốc. Thường thì các anh hay nghiện thuốc hay có một giải pháp để giảm là thường là nhai chewing gum. Nhưng mà xin gum thường thì nó cũng nhai cũng không có hiệu quả bằng xin gum mà đặc trị để cho người hút thuốc lá là cái này. Cứ thèm mình nhai một cái là nó sẽ cắt cơn liền, nó có cả liệu trình cho mình luôn. Đó, thì nhai xin gum thì nhai cái này. Rồi tiếp. Thuốc ho này gom nhiều lắm. Đây, thải độc phổi. Cái này là làm sạch phổi, thải độc phổi, tránh ô nhiễm môi trường và hút thuốc lá rồi thì hay bị viêm phổi rồi đó, thì nó sẽ tăng cường chức năng thải độc cho phổi. Sữa rửa mặt hạnh nhân và nước gạo cùng với chia hazel hữu cơ. Cái này nó không có dùng các chất hóa học như paraben, sulfate, cái danh sách không có của nó dài lắm mấy bạn. Thì cái này là đó, để cái mặt thải độc phổi, bao thai cừu, để cái mặt đây siêu phẩm. Cái này là siêu phẩm cháy hàng rồi, không mua được nữa, để mai đi gom hệ thống khác, không biết còn được
không, nhưng mà hên xui nha, hên xui. Cái này là huyết thanh nhau thai dưỡng trắng trị các đốm nâu đồi mồi, chính hãng của Úc và hãng lớn. Các bạn cứ hỏi những cái hãng mà là thì đa phần bán ở Phú Tàu hoặc các hệ thống ngoài nhỏ lẻ thôi, chứ nó không có trong hệ thống lớn. Thì cái này là trong hệ thống lớn nha. Đó. 6 chai trong một hộp. Mỗi hộp 10ml, mỗi chai 10ml. Rồi. Đó là toàn bộ hàng mua được hôm nay. Ngày mai mình sẽ đi mua hàng khác tiếp. Các bạn cần gì nữa thì IP cho mình nha. Rồi vậy nha, bye bye.